Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau để cùng đàm đạo về những chủ đề hấp dẫn ở thế giới bi rồng. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách mà tác giả giải thích trạng thái Chu Ultra Instinct của Goku nhé. Trong bài phỏng vấn với tác giả Totoro, người kế nhiệm của tác giả Akira Toriyama, đăng trên Trunbo Official Site vào tháng 8 năm 2022, bác đã giải thích khá kỹ về trạng thái Ultra Instinct tóc đen của Goku. Mình xin dịch lại đoạn hội thoại giữa biên tập viên Uchida và bác Toyo như sau. Uchida: sự khác biệt giữa trạng thái tóc đen mới đây của Ultra Instinct và trạng thái tóc bạc là gì? Totoro: lý do mà lần này trong trận đấu với phản diện Gas, Goku sử dụng dạng tóc đen là vì dạng tóc bạc không thể được duy trì trừ khi tâm tĩnh lặng. Còn với dạng tóc đen này, Goku có thể bộc lộ con người thật của mình mà vẫn sử dụng được Ultra Instinct. Và thế là cậu ta đã biến thành hình thái ấy, chính là nó, dạng tóc đen. Uchida: vậy thì nhìn thoáng qua ta cứ tưởng là cơ chế tự di chuyển, tuy nhiên trên thực tế chính cảm xúc mới là thứ khiến cho nó có thể chuyển động. Tin chuẩn không? Totoro: chuẩn nhé. Thành thật mà nói thì tôi cảm thấy Goku đang ngày càng quen thuộc với Ultra Instinct hơn, hay đúng hơn cậu ta đang biến nó thành của riêng mình. Ngay cả khi không biến hình như Whis thì vẫn có thể sử dụng Ultra Instinct. Vậy nên đây không phải là một trạng thái đặc biệt, hay đúng hơn, đó là tiêu chuẩn lý tưởng cho việc luôn ở trong tình trạng sử dụng Ultra Instinct, bất kể đang thức hay đã ngủ. Tôi nghĩ Goku đang ngày càng tiến gần đến đẳng cấp đó. Uchida: à, Totoro, tóc bạc, một trạng thái đặc biệt có bề ngoài hoàn toàn khác và cũng thay đổi hoàn toàn cả về mặt sức mạnh lẫn tính cách, đúng không? Đây không phải là một trạng thái khác thường, hay đúng hơn là tôi tưởng tượng nó như khả năng làm chủ Ultra Instinct của Goku đang dần dần thấm vào cơ thể của chính cậu ấy vậy. Uchida: à, Totoro. Thế nên tôi cảm thấy rằng mái tóc của Goku đang trở về với kiểu gốc, đó là lý do tại sao tôi hình dung cậu ấy có mái tóc màu đen. Uchida: vậy là ta có một Goku có thể sử dụng Ultra Instinct một cách tự nhiên hơn. Totoro: chuẩn luôn, đó là những gì mà tôi đang hướng đến. Uchida: à, thế ý là cảm xúc của Goku hay cái cách cậu ta hòa quyện nó và kỹ thuật này đã thay đổi. Totoro: chuẩn luôn. Uchida: à, hiểu rồi, cảm ơn nhiều nha. Tổng kết lại, ta có 3 ý quan trọng sau cần nắm rõ. Đầu tiên là Ultra Instinct tóc đen sẽ giúp người dùng sử dụng kỹ năng thần thánh này một cách hiệu quả mà vẫn giữ được bản chất vốn có của mình. Trong khi đó thì dạng tóc bạc sẽ khiến người dùng thay đổi tâm tính và có phần gượng ép. Hay nói ngắn gọn, hình thái tóc đen sẽ giúp họ sống thật với bản thân, tự do tự tại, từ đó giảm đi áp lực đáng kể. Tuy nhiên điều kiện để đạt được điều này là trước đó người dùng phải khám phá và thấu hiểu bản chất thực sự của mình. Thứ hai, hình thái tóc đen sẽ giúp người dùng hành động dựa trên cảm xúc. Một số người hiểu lầm rằng dạng này sẽ không làm cho cơ thể người dùng tự di chuyển theo bản năng nữa. Thực chất, cảm xúc hình thành dựa trên việc phản ánh bản năng và cũng có thể tác động ngược lại vào bản năng. Tạm hiểu, cảm xúc là một hệ thống rộng lớn và đa dạng hơn bản năng. Dựa vào đó, dạng tóc đen khiến cho nó có lợi thế hơn dạng tóc bạc ở việc có nhiều sự lựa chọn hơn và không bị gò bó ở mức bản năng, nhưng đồng thời lại bất lợi hơn ở tốc độ phản xạ vì bản năng bị can thiệp bởi cảm xúc. Hay nói ngắn gọn, hình thái này vẫn có thể tự hành động theo bản năng nhưng ở mức độ kém hơn vì phải đồng bộ với cảm xúc. Vì bài viết không đủ dài để giải thích rõ nên mình hãy để dành ở một bài viết khác nhé. Cuối cùng, dựa vào hai điều trên thì cho thấy mục tiêu mà Goku đang hướng đến là khả năng phát huy Ultra Instinct ngay cả khi không biến hình. Thực tế Ultra Instinct vốn là một kỹ năng nhưng do Goku chưa thành thạo nên mới phải biến thân, từ đó kéo theo các tác dụng phụ như không thể duy trì lâu, độ ổn định giảm dần, gây áp lực lớn. Nếu có thể phát huy nó ở dạng thường, toàn bộ nhược điểm trên sẽ biến mất. Tuy nhiên, mình nghĩ Goku vẫn chưa thể đạt đến mức tận dụng toàn bộ năng lực của Ultra Instinct mà không phụ thuộc vào việc biến hình, mà ở đây chính là dạng tóc bạc, trạng thái tối thượng của Goku. Vậy nên khi bị dồn vào đường cùng thì anh vẫn sẽ kích hoạt dạng tóc bạc giống như Whis từng nói. Tất nhiên, tương lai như thế nào thì tùy tác giả nấu ăn. Hy vọng qua video này, các bạn có thể hiểu rõ hơn bản chất của Chu Ultra Instinct là gì. Và đó cũng là toàn bộ nội dung của video ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên cho mình một like và một lượt đăng ký kênh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.